Trong ngày 9 tháng 10, phóng viên có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp Thịnh, khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và ghi nhận có một lượng nước lớn từ trong bãi tập kết than đá chảy ra môi trường. Theo quan sát, dòng nước có màu nâu đen kèm theo than đá li ti chảy trực tiếp ra cửa biển Cửa Việt mà không qua xử lý. Ngoài ra, tại một vị trí khác bên trong khu viên công ty này đang tồn động lượng lớn nước màu đen có dấu hiệu đã chảy ra cửa biển. Phóng viên đã thông tin cho lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị nắm bắt sự việc, đồng thời có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh. Được biết, từ ngày 16 tháng 9 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp Thịnh tiến hành xuất nhập khẩu hàng chục tấn than đá, hiện đang tồn chứa khoảng 7.000 tấn tại bãi tập kết của công ty.